Dạ, A Di Đà Phật, thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục với lại tâm quả sắc giới. Chúng ta đã đi xong được cái phần định nghĩa, đang ở trong cái phần thứ hai là phân loại. Trong phần phân loại chúng ta thấy là có tâm quả sắc giới có 5 tương ứng với lại 5 chi thiền. Như vậy chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tất nhiên tương ứng với lại tầm tứ thì là và nhất tâm. Ngày lần trước chúng ta cũng có biết là nói về chi thiền có 5 và trạng thái của thiền thì chúng ta có cũng có 5, tức là trạng thái tâm quả đó. Chúng ta có 5 trạng thái nhưng mà cảnh giới hay là cái cõi để tái sinh vô chúng ta chỉ có 4 thôi. Yeah. Bởi vì tầm với tứ tức là cái này nó giống như là nhân nhân của sơ thiền và cái này là quả của sơ thiền. Quả thì nó cho chúng ta sinh đến cõi. Cái này là vừa có tâm vừa có quả, à, vừa có nhân vừa có quả ở trong đó. Và khi mà có được hai cái này thì chúng ta sinh vào cảnh và sơ thiền gồm có cõi trời đại tạng rồi tạng phủ. Dạ. Nè thì cái nào cũng được không sao. Phạm chúng phạm phụ này lớn hơn phạm chúng nhé. Nè quan mà phạm chúng. Nè thì nếu mà đi ngược lại thì chúng ta thấy phạm chúng về phạm phụ đến đại phạm, đại phạm là lớn nhất, gần đây mình đi từ ông to xuống. Đại phạm đây lần trước như chúng ta có nói là ông gì thượng đế đấy, về mình có tìm hiểu chưa? Nó... Dạ. À, quên tìm hiểu đó. À, nó có đạo lý của nó, trên thực tế là nó cũng đúng mà nó cũng sai. Có chứ không phải không có, nó có cái lý do của nó mà họ nói là thượng đế. Chúng ta có tìm hiểu ra được cái nguyên nhân nào chưa? Dạ. Đây chúng ta thấy là có tới ba nguyên nhân kìa. Ba nguyên nhân mà người ta cho rằng có Thượng Đế. Mà trên thực tế là theo cái cách hiểu của họ thì cũng không phải đến nỗi là sai. Nhưng mà nó không có tới bến. Giống như là mình dùng cái gì đó mình đo mực nước biển á. Mình đo được chút chút đến đây cái mình kêu nước biển sâu tới đây thôi. Là mình kết luận rồi cho nên là nó không có tới bến thôi. Thì thứ nhất ấy, là lý do thứ nhất là mình cũng nên học ông này này. Thứ nhất ấy là do chính công Thượng Đế này. Tức là sao? Tức là không tự cho nhưng mà nó có căn cứ chứ không phải không có căn cứ. Tức là chúng ta biết là thế giới các thế giới của chúng ta nó có trải qua cái giai đoạn của thành trụ hay không? Đó. 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 Thì thành trụ hay không ấy thì lúc đấy mà thượng đế tức là trong cõi trời này được gọi là những cái gì có cái phạm ấy thì tức là cõi sơ thiền mà cho nên là cái này gọi là cung trời phạm thiên. Thì nó trải qua một cái
giai đoạn thành trụ hoại không, đến khi mà cái cõi phạm thiên nó hoại hoại xong nó trở về không, xong bắt đầu nó hình thành. Khi mà nó mới hình thành á, khi mà nó mới hình thành thì cái phạm cung nó trống rỗng không có ai cả, giống như thế giới mình thôi. Nó sau cái thời gian nó hoại nó không, rồi bây giờ nó thành lập ra thế giới, thì lúc đấy là chưa có sinh vật nào hết, chưa có lúc đấy là ông tổ chúng ta chưa có xuống đây, cho nên chưa có loài người. Nó giống như vậy thôi, thì ở đây cũng cũng giống y chang vậy thôi. Thì khi mà cái phạm cung này nó đang trống rỗng á, thì có một hữu tình. Hữu tình chính là cái ông này này, ông ấy làm phước ông rất là lớn, bắt đầu mới sinh về cái cõi này đầu tiên. Đó. Ông là number one ở đây, ông sinh về đầu tiên. Đó. Khi mà ông sinh về đầu tiên đấy, bắt đầu là ông ấy ở thời gian ông ấy đi khắp chỗ này đi khắp chỗ kia không thấy ai cả. Tức là ở mình nó cũng buồn đấy, cho nên là đi tìm người để bầu bạn ấy, đi tìm hoài không thấy ai. Đó, bắt đầu ông mới thứ nhất là chúng ta thấy là ông về đây số 1 là ông thấy là ông thấy là ông ấy, chưa tức là mới là số 1 thôi, nhưng mà còn nó còn tiếp theo nữa, ông ấy mới có cái suy nghĩ đấy. Thì bắt đầu ông ấy đi tìm bầu tìm bạn để nói chuyện cho nó giải khuây giải khỏa, vì cũng còn hữu tình mà, tức là cũng còn trong cõi trời sắc giới chưa có ngon lành gì lắm, cho nên là nói là thực ra là ngon lành lắm rồi, nhưng mà cũng so với đạo Phật thì cũng chưa có gì ghê gớm cả. Thì ông ấy đi tìm hoài không thấy ai cả, ông ấy ngồi tụt xuống ông buồn, ông nói ước gì mà có hữu tình nào về đây ở chung mình thì vui biết mấy. Thì khi ông ước như vậy ấy, thì một thời gian sau quả nhiên là có hữu tình khác sinh về cái cõi đấy. Thì do họ làm phước mà, do họ cũng làm phước họ cũng được sinh về đấy. Khi mà sinh về đấy thì ông đi ông gặp những cái người đó mới sinh ra ấy, thì ông nói ô như vậy là do ý mình sinh ra họ cho nên họ mới sinh ra. Đó. Tức là ông ấy tác ý nói là giá mà có hữu tình mà sinh về đây thì tốt biết mấy, tự nhiên có người sinh thì ông nói như vậy là mình tạo ra họ. Mình là người tạo ra họ. Cho nên là bắt đầu là bước giai đoạn đầu tiên ông hình thành ông là thượng đế rồi đấy. Rồi thì lúc đấy là Phạm Cung cũng mới hình thành mà hình thành cái là ông về đúng ở, cho nên ông nghĩ rằng là ông ấy tạo ra cái cảnh giới đó và hữu tình khác. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất là ông nghĩ ông là thượng đế. Nguyên nhân thứ hai là mấy cái anh rắc rối này này, anh cũng sinh ở đây. Nói rắc rối chứ không phải, bởi vì họ là cũng ly dục ly bất thiện pháp thì cũng ngon lành lắm. Khi mà bắt đầu là người ông ấy là một rồi, bắt đầu là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, vân vân vân, đến người tiên là sinh về, bắt đầu là phạm chúng phạm phụ bắt đầu đông lên rồi đó. Thì bắt đầu khi mà đông lên ấy thì nó có một cái là do là ông ấy phước ông ấy lớn, phước ông rất là lớn hơn so với lại những cái người này. Đây là ông ấy sống, ví dụ như là ông ấy sống 1 tỷ năm ông không chết, mà người này ấy là cứ 2 ngày chết một lần. Tức là cái phước ấy, tuổi thọ nó theo cái phước mà, tức là cứ 2 ngày sống một lần, tức là cứ thấy là tức là những cái người này có thiền cho nên là họ có thể thấy được một số những cái đời sống của họ trong quá khứ, họ thấy là mình cứ chết đi chết lại hoài mà cái ông này cũng cứ lù lù cũng ở đấy hoài ấy. Ông không có đi đâu cả. Đấy, cho nên là ông nghĩ rằng là như vậy là cái người người này lúc đầu đã có cái ý là ông này tạo ra mình rồi, mà bây giờ mình chết đi sống lại hoài mà ông cũng còn đấy, cho nên là nghĩ rằng là thượng đế là vĩnh hằng, là thường kiểu rồi là số 1 ở đó. Cho nên là ông nghĩ rằng ông là những cái người này, tức là bản thân ông nghĩ là ông là thượng đế rồi, xong rồi những người này cũng suy nghĩ rằng là ông này là người sinh ra cho mình, cũng cho rằng là ông là sinh ra mình nữa, cho nên là hai bên đều chấp nhận như vậy. Như vậy là cái chuyện của quá khứ đã xong, còn chuyện của mình nữa. Bắt đầu đến chuyện của hiện nay. Hiện nay ấy, mình vẫn gọi ông là thượng đế là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là cái thời Đức Phật và trước Đức Phật ấy, là cũng có nhiều người họ tu thiền. Họ tu thiền như lần trước có giải thích đấy. Họ tu thiền ấy, thì khi mà trong thiền định ấy, ví dụ mà tới đây là giải thoát giác ngộ của đạo Phật đi chẳng hạn. Rồi tới đây là thánh quả đi, A-la-hán đi chẳng hạn. Rồi tới đây là cõi trời vô sắc, đây là cõi trời sắc giới. Còn từ đây trở đi là dục giới với lại các cái cõi thấp hơn. Thì ví dụ như là đây dục giới đi, dục giới là cõi chúng ta đi. Thì có một số các cái vị họ tu thiền ấy, họ tu họ đắc được định ấy, thì họ với cái trong cái định họ thấy được tới đây. Họ thấy được cái cõi trời Phạm Cung này. Và họ thấy rằng là trên cái cõi trời Phạm Cung này có cái ông này,
như thế này và có những người như thế này, thì nghĩ thì họ họ chỉ thấy 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 đây là hết rồi. Giống như có cái bài nào ấy, họ họ có cái quan niệm về niết bàn á, họ nói rằng là cái niết bàn cấp độ đầu tiên ấy là hưởng thụ năm dục lạc một cách sung mãn, tức là niết bàn, họ cho rằng như thế là tối đa rồi. Nhưng mà có những người khác họ nói rằng là hưởng thụ năm dục lạc nó không phải là cái gì là niết bàn cả, mà phải đắc đến cái trời sơ thiền này thì mới là niết bàn, tức là họ tu tập họ đắc được đến đây rồi ấy. Thì khi mà đắc tới đây ấy, thì họ mới tới, thấy tới đây thôi. Giống như là mình học hết cái lớp trung cấp xong thì mình chỉ nghĩ đến trung cấp thôi, xong bắt đầu mình học tiếp lên ấy, đến A Tỳ Đàm, mình đến A Tỳ Đàm này ví dụ mình không có kiến thức nữa thì mình nghĩ rằng là đến cái lớp chuyên khoa này là hết rồi, nhưng mà không biết rằng là trên đó nó còn cái gì khác nữa. Cho nên là họ chỉ thấy đây thôi. Những cái người tu thiền của chúng ta hiện nay, tức là tính từ thời Đức Phật đó, đến chúng ta, thì những cái người này ấy, họ hiện nay họ tu tập thiền định ấy, họ thấy rằng là thấy đến cái mức độ này là cao nhất, thì thấy rằng là trên đây có cái ông Thượng Đế này, rồi có những người này, cho đến thấp nhất là chúng ta là đang chịu cái sự quài quản của ông này, và ông này đang sinh ra, từ ý sinh ra chúng ta, cho nên là họ nghĩ rằng là như vậy là cái ông này là Creator. Thượng Đế hình thành như vậy thôi, nó có đạo lý của nó chứ không phải là không có, có nguyên do của nó chứ không phải là tự nhiên họ tạo dựng lên một cách khống như vậy. Thì đó là phạm mà đó là cái ông Thượng Đế, cho nên là mình cũng có thể làm Thượng Đế được chứ không phải không làm Thượng Đế được. Bằng cách nào chúng ta biết không? Dạ. Tu tập thiện chưa chắc. Công thức của cái cõi này là cái gì? Ly dục ly bất thiện pháp này. Ly bất thiện. Rồi bắt đầu nó mới đi vào thiền này. Đi vào thiền, sơ thiền ấy, thì tức là chúng ta sinh vào cõi trời Phạm Thiên rồi đấy. Như vậy là được chưa? Chưa. Thì rõ ràng ly dục, ly bất thiện pháp là chúng ta sinh vào cõi sơ thiền đấy. Là xuôi dòng chúng ta sinh vào cõi sơ thiền rồi đó. Nhưng mà chưa đủ. chưa đủ cho cái ông này. Chứ không phải là chưa đủ để sinh vào cõi trời này. Bởi vì nó có ba hạng mà. Cái này nhớ ly dục ly bất thiện pháp mình sinh vào phạm chúng thì sao? Hoặc là ly dục ly bất thiện pháp mình sinh vào phạm phụ thôi. Nhớ không sinh vào đây. Vậy bây giờ muốn làm Thượng Đế thì mình phải làm sao? Để chỉ cách để mình lên đấy thì có gì mình dành nhau cho vui. không phải tức là mình biết cách như vậy để mình nỗ lực, ai muốn làm Thượng Đế là mình phải nỗ lực chứ không có thì người khác nào dành mất. có cách để làm Thượng Đế chứ không phải không. Có ai có cách nào không chỉ thầy ấy. Muốn làm Thượng Đế cũng được, không có khó lắm, thì cái điều kiện này là điều kiện cần này. Đó. Điều kiện cần bắt buộc thì chúng ta phải có cái này chúng ta mới sinh được cõi về cái cõi sơ thiền. Đó. Còn sinh về cõi sơ thiền rồi ấy, là chúng ta thấy là có ba hạng này. Đấy. Chúng ta phải làm sao chúng ta rơi vào công này chứ đừng rơi vào ông này. Chứ rơi vào đây thì mình cũng làm dân cho ông này thôi, thì ông cũng bị ông đè đầu cưỡi cổ thôi. Bố thí nhiều mình không biết là mình có đủ sức bố thí bằng ông hay không, bởi vì chúng ta thấy là rất nhiều hữu tình này. Cái cho là bố thí nhiều thì cũng được, cũng có thể được, thì chúng ta thấy là thứ nhất là rất nhiều hữu tình, thế hai ngày chết rồi mong sống tới 1 tỷ năm biết bao giờ. Rồi chúng ta thấy bố thí nhiều nhưng mà chắc thì mình đã bố thí bằng ông ấy nữa. Hoặc là có thể bố thí hơn ông ấy nữa nhưng mà chưa chắc đã sinh về làm cái này. Không sát sanh, mình cũng thấy là cũng có thể chưa chắc đã bằng ông ấy được. Phải có cách khác. Không, ly dục ly bất thiện pháp là mình đã không sát sanh rồi. Đó. Bố thí là nó cũng có, nó hơi đầy đường chút. Cách nào ha? Có nói rồi á, ngay trên bảng. Trên bảng có nói rồi. Dạ. Không nhìn thấy à? Có biết rồi mà. Sao ạ? Đố tìm thấy đấy. Đố tìm thấy đấy, con biết rồi.
Thì bây giờ cái nhầm lên cái ông thượng đế đấy mà tìm ra thôi. Thấy chưa? Dạ. Nhị thiền là khác rồi, nhị thiền là cõi khác rồi, cõi Quan Âm Thiên rồi, là ông tổ của mình ở đấy rồi. Một tỷ năm cũng lâu lắm đấy. Ví dụ thôi chứ còn nó còn nhiều hơn một tỷ năm nữa. Muốn làm thượng đế mà khó khăn vậy à? Có biết là rồi, có biết rồi mà không thấy à? À đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tức là mình ba có ba cái là cái gì cũng vậy, là khế thời. Tức là ngoài cái việc điều kiện cần là một này, ngoài cái việc bố thí chỉ giới vân vân, mình làm tùm lum các thứ ấy. Nhưng mà ví dụ mà mình sống trong cái lúc mà mình sinh ra, cái lúc ông này ông vẫn còn đang cai quản ấy, thì mình cũng đâu có đổ, tức là mình phải chờ. Không biết, tức là mình phải, tức là chờ cho cái cung phạm thiên này nó trống rỗng một chút tức là nó phải hình thành cái phạm cung mới, bắt đầu mình mới sinh về mình mới làm ông tổ rồi, chứ còn mình sinh về đấy mà nó có hết rồi thì cũng giống như mình sinh về thế giới này thôi, mình sinh về đây người ta thì bởi vậy cái thế thời thì bao nhiêu năm nay mình chờ được rồi, bây giờ chờ thêm chút nữa cũng được. Thì khi mà mình tu đủ khả năng ấy là mình biết thời mình sinh, như giống như Bồ Tát Hộ Minh nhé, ngày chờ trên kia xong đến thời ngày mới sinh xuống đây, mà đến thời ngày mới xuống. Khi mà mình tu đủ khả năng là mình biết thời biết thế. Ngay như bây giờ mình sống ở đây thôi, mình cũng biết thời biết thế, mà biết thời mình làm cái gì và khi nào mình nên làm cái gì đó. Thì không có, mình sống ở cuộc sống này mình cũng thấy thôi. Ví dụ như là mình đang định start một cái công việc gì đó, mình cũng biết là khi nào, tức là nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà đại khái mình cũng định hình được trong cái đầu mình là khi nào mình nên làm. Mình biết cái đấy chứ không phải không biết. Tức là mình ở cái mức độ phàm phu mà mình còn thấy cái đó, chứ không hướng gì mình làm những cái này là mình có khả năng mình thấy chứ không phải không thấy. Cái đó là cái lý do thứ nhất. Dạ. Không, không, đang nói cái đó là cái lý do thứ nhất, đó còn cái lý do thứ hai nữa. Tức là nó có hai cách, tức là nếu mà mình không biết ấy, thì nó như thế nào, mà mình biết thì nó như thế nào. Tức là mình biết thời biết thế thì mình chờ. Tức là biết thời biết thế là gì? Tức là giống như là mình đang ngang ngửa một kẻ tám đạng người nửa cân chẳng hạn, là mình đang ngang ngửa với ông ấy, là có thể là mình còn đang tranh giành với ông ấy. Nhỡ mà ông ấy làm cái gì hơn mình một tí nữa là ông vẫn vẫn ở đây, mà mình không có thể giành ngôi của ông được. Đó là mình biết thời khi chờ chờ ông tuổi thọ ông hết là một. Chứ còn nếu mà còn cái thứ hai nữa, cái thứ hai tức là chúng ta làm, ví dụ như là cái mình nói nôm na đấy, ví dụ mình nói là cái phước của ông có 8 thôi, bây giờ mà cái phước của mình nó đến 11 chẳng hạn, nó vượt cái mức độ đó của ông ấy, khi mà mình tái sinh ở đây ấy, là lập tức là ông phải hạ bệ thôi. Không, tức là cái phước ở đây nó không không phải là cái, nó không phải là phước, mình tức là mình nói vậy thôi, nhưng mà mình muốn sinh lên cõi trời ấy là mình phải tu cái gì chứ không phải phước, phước không đủ. Phước, phước không? Mình đã được lên cõi trời rồi. Chưa, cái này là đang chưa, mình đang chờ lên đây mà. Không, mình nói là phước thôi, nhưng mà trên thực tế nó không phải là phước. Phước ấy thì là mình sinh ra làm giàu sang, hoặc là cái phước ấy thì mình có thể thù, ví dụ là cùng là phạm phụ ấy, mình thù thắng hơn họ thôi. Cũng giống như là mình làm phước, mình mới được làm người. Rồi người ấy thì lại có cái người thù thắng hơn người kia, thì là do cái phước. Đó. Thế còn sinh lên cõi trời, chúng ta thấy là chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm. Có một cái bài gì, bài kinh Đại Điển Tôn ở trong Trường Bộ đó, ngài tu bốn phạm trú cho nên ngài sinh về cõi trời. Từ bi hỷ xả. Chứ còn bố thí thì nó có thể nó tạo nhân thù thắng hơn thôi. Tức là có nhiều phước sinh về cõi trời mà mình phải kết hợp nhiều thứ. Và đặc biệt đấy là mình phải biết chờ thời. Mình chờ thời trong này xuống là một, nếu mà mình cảm thấy mình không đấu lại ông ấy thì mình chờ cho ông ấy xuống, ráng chờ vài năm nữa cho ông ấy xuống rồi mình sinh sang cái lúc cung phạm trống, phạm cung nó trống rỗng ấy là mình sinh về mình làm chủ. Mình nói vậy thôi chứ còn lúc đấy nó không có feel. Ví dụ như là trong kinh cũng nói rất rõ, tức là
cái tuổi thọ của con người mình ấy, ban đầu ấy là nó đi theo cái độ dốc của nó, tức là ban đầu ấy trong kinh có nói là tuổi thọ con người tới 10.000 tuổi. Xong rồi do là tham lam đố kỵ sân hận là tuổi thọ giảm dần xuống trăm, xuống xuống trăm, mà mình thấy là còn đến mức cái mức độ thấp nhất chúng ta biết là tuổi thọ con người bao nhiêu không? À, đúng rồi, còn có 10 tuổi thôi. Khi mà mình sống cho 100 năm ấy, mình vẫn thấy dài. Đến khi mà mình sống tới 10 tuổi, mình thấy 10 tuổi nó cũng dài. Khi mà mình sống 10.000 tuổi, mình thấy nó dài. Giống như nhau thôi. 10.000 tuổi mình cũng sẽ nhận thức giống như con kiến hay là con gì đấy, nó tuổi thọ nó mười mấy năm thôi nó chết chẳng hạn, thì nó thấy là đời sống nó dài lắm chứ, nhưng mà mình thấy thì nó lại ngắn. Với mình thì mình thấy ngắn. Cho nên là khi mà ở cái mức độ đấy, mình thấy là 1 tỷ năm hay cái gì đấy nó bình thường, không có gì hết. Bây giờ mình chưa làm được cái gì, mình thấy là ủa trời, vậy biết đến cái đời nào mà mình mới tới được. Nhưng mà khi mà mình làm xong ấy, và trên thực tế nó không phải là phải chờ mình làm xong, tức là cái mức độ mà mình tạo phước ấy, nó phải cần một cái thời gian dài như thế nó mới đủ. Đó. Ví dụ phải đến 1 tỷ năm mình mới làm mới đủ cái phước đấy, thì mình thấy là nó không, cái đoạn đường nó không có dài nữa, nó bình thường thế, không có gì cả. Đó. Cho nên thì họ tái sinh tùy theo cái phước của họ chứ. À, ví dụ như là họ không biết tạo phước tiếp tục ấy, thì có thể đọa, rồi có thể là nếu mà họ làm phước thì họ đi lên cõi trời sắc giới hay là giải thoát hay cái gì đó. À, chúng ta thấy là các cái vị Phạm Thiên là vẫn tới họ học đạo với Đức Phật mà, hoặc là có thể tái sinh làm người hay gì đó, bất kỳ tùy theo cái phước, cái duyên của họ. À, còn mình thay thế là mình cứ biết mình thôi đó. Mình ngoan lại đó. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ mình cũng chờ được mấy tỷ năm rồi, bây giờ mình chờ tiếp đi. Chưa hiểu á? Dạ. Thì không, đang muốn nói là do mình không tu nên mình không thấy. Thì mình bây giờ mình kéo xuống cái level mình vừa nãy thầy nói là mình kéo xuống cái level của mình ấy, thì ví dụ như là mình đang muốn làm một cái gì đó, mình cũng biết rằng là nên là năm nay làm hay sang năm mình mới làm, mình cũng định hình được chứ. Ví dụ như là mình khởi đầu một cái sự nghiệp gì đấy, mình nghĩ là đi xem mấy mấy thầy thì nói là năm nay chưa được tuổi, chưa tốt, sự nghiệp không tốt, phải chờ đến sang năm chẳng hạn. Hoặc là mọi thứ mình office mình chưa sẵn sàng, mình chưa đủ tiền rent, hoặc là mình chưa cái gì đấy, mình thấy là rõ ràng là cái kế hoạch mọi thứ mình định hình, cái business mình sẵn sàng hết rồi, nhưng mà bây giờ mình chưa có đủ vốn chẳng hạn, thì mình phải làm thêm một thời gian nữa để đủ vốn thì mình mới start được, chứ không phải là mình chưa đủ vốn cái là mình ý rằng là mình sẽ khởi nghiệp, với mình có cái vốn liếng kiến thức ở trong cái lĩnh vực đấy là mình làm được liền. Mình cũng phải chờ xem là mình có đủ khả năng tài chánh và đủ nhân lực hay không. Khi mà mình cảm thấy là cái số vốn của mình ấy tạm thời tương đối đủ, và mình quen biết một số những cái người như thế có thể cùng cộng tác với mình, thì là mình thấy là cái thời điểm đó là thích hợp mình có thể làm được cái business đó. Còn bây giờ mình thấy là một tay không bắt giặc, tiền không có, người xung quanh không, mình lấy gì mình làm một cái business lớn được. Cho nên là mình cũng biết thời chứ không phải không biết thời. Khi mà đến cái mức độ này mình sẽ thấy được cái mức độ của nó, tại mình cùng cái level với họ ấy, thì mình sẽ thấy được là nó như thế nào. Bây giờ mình cứ ráng làm cái này đi đã, rồi mình sẽ thấy. Rồi bây giờ mình muốn làm thượng đế là cũng ngon, bây giờ mình hiểu thượng đế rồi chứ không không có gì ghê gớm đúng không? Dạ, mình có nhiều hình thức để tu, nhưng mà một trong những cái một dạ không không có nó mình không nhất thiết là mình phải chờ cái thế giới nó hoại, bởi vì khi mà cái phước mình nó đủ, tức là cái cảnh nó theo cái tâm của mình, nhiều khi và cái phước của mình ấy nó sẽ tạo ra một cái thế giới mới. Nó tạo ra thế giới mới chứ không phải là cái thế giới này nó còn hoài. Khi mà cái thế giới nó hoại, nó có thể nhiều khi nó thành lập ra nhiều thế giới từ một cái thế giới. Đó, nó do theo cái tâm của chúng ta mà cái thế giới này hình thành. Sở dĩ mình có cõi sắc giới, cõi vô sắc giới là do cái tâm mình tu thiền. Là sao cô? À, thì rõ ràng rồi, cái này là sắc giới, vô sắc giới còn tham mà. Mình đã giải thoát đâu. Thì rõ ràng là cái cảnh giới này là chưa phải cảnh giới của bậc thánh. Bậc thánh đến
đến đến bậc thánh nào vẫn còn tham mà A-la-hàm còn mà A-la-hàm vẫn còn ái dục ái sắc ái và vô sắc ái mạn trọng cử vô minh gì đó, chúng ta thấy là nó vẫn còn tham. Ái tức là hình thức khác của tham thôi. Thì những anh này chưa có giải thoát thì tham là chuyện bình thường thôi, làm sao cấm người ta tham được, chuyện rất bình thường thôi. Mình cứ suy ra từ cái những mình học thôi, tức là một vị thánh thứ nhất phải đoạn trừ bao nhiêu kiết sử, vị thánh thứ hai đoạn trừ những kiết sử nào, vị thánh thứ ba đoạn trừ những kiết sử nào, vị thánh thứ tư mới đoạn trừ được hết kiết sử. Cho nên là vị thánh thứ ba mà còn kiết sử thì cõi trời này là chuyện bình thường, thì có gì đâu. Mình chưa có thể ngưng tâm tham được ở cái chỗ này, cho nên là cứ không phải là khuyến khích tham, tức là tức là nó còn tồn tại ở trong mình thôi, mà mình từ từ mình hạn chế thôi. Như vậy là chúng ta thấy là tạm thời mình xong cái thứ nhất là mình cõi sơ thiền. Xin lỗi, cái này là xóa. Không phải là phát triển, mà tức là cái đấy là cái phước của mình làm mình hưởng thôi, chứ không phải là mình nói là mình muốn làm thượng đế thôi, nhưng mà đấy là nói vui thôi, chứ còn trên thực tế là mình làm những cái việc này là mình tùy theo cái phước của mình nó sẽ bổ xứ mà nó sanh ra thôi, chứ đấy là mình nói vui thôi. Thế cái phước mình làm đến đâu thì nó sẽ hưởng đến đó, và cái quan trọng của mình ấy là mình tu là mình tại ý mình hướng đến giải thoát, còn trong cái hướng đến giải thoát đấy, cái phước của mình đến đâu mình sẽ được cái đó thôi, chứ còn không nhất thiết. Rồi tức là mình muốn nói rằng là trong cái quá trình mình tu ngay như bây giờ mình thế thôi, chứ khi mà ví dụ như thầy lúc mà mới đi xuất gia là hảo tâm xuất gia, nó tức là sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng mà sau khi đi tu rồi bắt đầu từ từ mình lấy lại dần dần chứ. Không phải là mình lấy không phải lấy lại dần dần, mà tức là mình thấy rằng là mình còn trong cái thế gian này còn có những cái tương đối, ví dụ như là đúng rồi, ví dụ như là ngày trước là mình cũng chả ham gì, bây giờ xe cộ mình không cần, mình chỉ biết mình đi tu thôi, nhưng mà vào đến lúc là mình cũng phải đi xe đi xe thì lại phải cần lại thôi. Thế tức là trong cái quá trình mình, tức là giống như là lúc mà mình mới đi tu mình giống như là một bước ấy là mình giải thoát rồi, nhưng mà khi vào thì mình mới thấy là nó còn dài hơn nữa, và trong cái quá trình dài đó mình phải xài là nó có những cái tâm ái ở trong đó. Tất nhiên rằng là có thể nếu như mà mình giữ vững được cái hảo tâm ấy thì nó giữ cho mình, nó tức là ai cũng vậy thôi, ngay cả Phật cũng vậy thôi, không phải là một thẳng một đường mà tới đây được. Cũng có lúc mà ngài cũng đọa xuống làm loài này loài kia này, xong rồi từ từ ngài mới lên rồi xuống, rồi bắt đầu nó mới tới đây, chứ đâu phải là một bước mình tới đây được ngay đâu. Cho nên là tức là cái lúc mà nó đọa xuống này là tại sao, là bởi vì là cũng có lúc mình khởi những cái tâm này tâm kia, nhưng mà cái tác ý của mình nó mạnh mẽ đến quả giải thoát ấy, thì dù nó có xuống đây nhưng mà cái nguyện lực của mình nó vẫn giúp cho mình tiếp tục đi nữa. Cho nên là đừng có sợ tham. Vậy chắc là tham cũng nhiều đấy, cho nên là quay trí cái đó là cái chuyện bình thường của con người thôi, không có gì cả, cái tâm lý của con người thôi. Nhưng mà nói như vậy không phải có nghĩa là mình mặc tình, mình tham, tức là mình có thể giữ gìn của cải của mình đã làm ra chứ, hoặc là mình dùng cho những cái đó cho một cái mục đích gì đó được phép. Dạ. Thì trong lúc đó mình cũng có tham, chứ không phải là không có. Nhưng mà tức là đang trong cái quá trình mình tu ấy thì nó cũng có lúc nó tham, nhưng mà nó có chật ra một chút thì cũng giống như là mình có cái navigation ấy, nó lạc đường một chút thì mình cũng tìm, nó cũng chỉ cho mình đi lại được, chứ không đến nỗi. Chứ còn nói là bây giờ mình chưa phải thánh thứ ba mà nói mình hoàn toàn không có tham là cái chuyện đó không thể nào xảy ra, không thể nào có được. Rồi như vậy là mình xong cõi sơ thiền rồi. Cái loại thứ hai của cái tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới là mình vượt qua được tầm, vượt qua tứ thì mình sẽ, nếu mà có hỷ thì mình sẽ sinh đến cõi trời nhị thiền, gồm có cái gì ha? Thiểu quang, thiểu quang, vô lượng quang. Chúng ta thấy là quang âm thiên, ba hạng chúng sinh này thì là
Hạng nào là nhiều ánh sáng nhất? Chứ không phải vô lượng hả? À? Vô lượng mà không có bằng quang à? À, cứ tưởng vô lượng là nhiều chứ, vô lượng tức là không có hạn lượng mà. Vậy hả? Là đúng rồi. Đây là chúng ta thấy là cái này nó chính là cái phước rồi này. Phước tùy theo cái phước của mình mà có người là ánh sáng ít, có người ánh sáng nhiều. Ánh sáng ở đây không phải là như vừa nãy nói hảo tướng hay cái gì, hay là quang tướng, tức là nó thể hiện cái sắc tướng thù diệu một cách tự nhiên. Chứ còn mình ở đây là mình phải chăm, đôi khi mình cũng phải chăm nó, chứ không có thể là mình không có thể chống chọi được với đấy. Thiên nhiên thì mình cũng phải chăm. Rồi là cái này là do cái tự nhiên nó có, do cái công phu tu tập mà nó có, thì thiểu quang là ít nhất, rồi đến vô lượng quang, quang âm thiên tức là nó biến mãn, đại khái như vậy. Rồi cái này là ông tổ của mình biết rồi. Nó là cõi thứ hai, là cõi thứ ba, là mình vượt được hỷ thì mình có được lạc, tức là mình đến cõi tứ thiền. Tứ thiền là của hàng chúng sinh nào ha? Tam tức là đây rồi, một với hai tức là một đó. Mình đang tính theo cái trạng thái của tứ thiền, trạng thái của tứ thiền, nhưng mà sinh vào cảnh giới thì là tam thiền. Cảnh giới thì tam thiền. Tại đây mình giữa cái trạng thái và cái cảnh giới nó khác. Mình học vi diệu pháp cho nên mình đang nói về cái trạng thái. Mình có cái gì hả? À, đúng rồi, tức là mình nhớ này, tức là sơ thiền tức là phạm. Rồi nhị thiền tức là đang nói cõi đấy, nhị thiền tức là quang. Rồi thứ ba là tịnh, đúng rồi. Rồi có thiểu tịnh này, vô lượng tịnh và biến tịnh, cho nên bên đây nói gần quang âm tức là biến đấy, nó dạng của biến tịnh. Tịnh tức là mọi thứ nó thù lạc, lạc chúng ta thấy rất rõ ràng, nó đi chung với nhau. Hỷ tức là mình còn đang tức là nó tốt rồi đấy, nhưng mà nó còn trộn rộn, tức là nó còn cái này cái kia, tức là nó khởi lên nhấp nhô. Mà tịnh tức là gì? Mọi thứ nó thấm nhuần rồi, nó bình lặng ở trong mình rồi, lúc nào mình cũng có rồi. Nhưng còn cái này là lúc có lúc không cũng có thể. Dạ. Không, cái thứ ba là tức là thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Yeah. Biến tức là biến mãn khắp mọi nơi, không có chỗ nào là không. Yeah. Vô lượng tức là nó trải ra vô lượng thôi, nhưng mà nó còn, tức là nói là vô lượng thôi, nhưng mà nó trong còn đối đãi thì rõ ràng là vô lượng thì nó sẽ còn có hạn lượng. Cho nên là biến tịnh ở đây thì nó sẽ lớn hơn. Biến tức là nó biến mãn, nó bao trùm luôn cả cái vô lượng này. Mỗi tầng nó cao hơn, tức là tịnh nó sẽ cao hơn là quang. Tịnh tức là mọi thứ giống như là mình đạt tới cái trạng thái là tương đối vẳng lặng này. Nên là mình không còn cần phải nỗ lực để cho nó phải khởi lên nó mới được vui. Mà đây là mình ngồi xuống là mình được vui rồi, khỏi có cần phải khởi cái gì hết lên đó. Rồi cái cuối cùng là cái trạng thái cuối cùng, là trạng thái thứ năm là nhất tâm, thì đưa mình vào cõi cõi gì ha? Bên dưới là quả quả, bên trên là gì? Thứ nhất là gì? Thứ hai là gì? Không biết, quên. Đúng rồi, thì sơ, những cái gì là phạm là sơ, những cái gì quang là nhị, cái gì mà tịnh là ba, còn tất cả những cái còn lại là tứ, ví như là quảng quả thiên, vô phiền, vô nhị, quảng quả thiên, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh. Thiện kiến, thiện hiện nó cao hơn thiện kiến. Thế là nó theo cái thứ tự từ thấp đến cao. Dạ đúng rồi. Thiện hiện ấy tức là từ đầu đến cuối của cái gì? Cái nhất tâm. À, ok. Tức là quảng quả thiên. Cũng ham mê gọi trời chứ ha. Trước đó nó còn có
Là không, cái mấy cái này là mình đưa đi vào mấy cái chính thôi, tức là tính theo 31 cõi của vi diệu pháp thì chúng ta thì nó chỉ có những cái này thôi. Quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Hình như có cái bài về sắc giới mình có nói về 31 cõi gì đó. Thế là có 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 11 với 16. Cái đó mình không có tính ở trong 31 cõi ở đây. Như trong cái bài bài sắc giới như có đề cập rồi đó. Chúng ta còn cái bài về sắc giới này thì về chúng ta coi lại, người có đề cập tới 31 cõi đó. 31 cõi dục giới chúng ta có 11 này, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, tứ thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại. Tức là 6 cõi trời dục giới cộng với lại 4 khổ cảnh với cõi người là 11. Rồi cõi sắc giới chúng ta có 3 cõi sơ thiền là phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, nhị thiền, thiểu quang, vô lượng quang, quang âm thiên. Tức là 16 thì chúng ta đã, 2 cõi đầu chúng ta đã có 6 rồi. Cõi thứ 3 nữa là 9. Cho nên là cái cuối cùng chúng ta chỉ còn có 6 thôi, là quảng quả, vô tưởng thiên. Rồi vô phiền, vô nhiệt là cái này là 5 cái, 2 cái này tính riêng và 5 cái này là riêng. Quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền, vô nhiệt. Rồi thiện kiến, thiện hiện. Dạ đúng rồi, 79 là 16. Tính ở trong 31 cõi, trong vô sắc, trong vi diệu pháp chúng ta có 31 cõi thôi. Chứ chúng ta không tính những cái cõi lặt vặt kia. Thiện hiện và 1, 2, 3, 4, sắc cứu cánh. Có gì chúng ta về chúng ta mở lại cái bài bài sắc giới rồi hả? Có, cái này con nói rồi. Dạ. Sắc cứu cánh. Cái này là ngũ tịnh cư thiền này. Năm cái này là ngũ tịnh cư thiền. Ngũ là năm mà. Ngũ là năm chứ ngũ đâu, không phải là một. Ngũ tịnh cư thiền. Hay là mình còn gọi cái tên khác là ngũ bất hoàn thiên, tức là cảnh giới của vị A-na-hàm. Tức là những vị nào mà tu mà đắc đến quả A-na-hàm ấy, là các vị nếu mà chưa có đắc được quả A-la-hán ấy, thì các vị thường là sẽ sinh về đây, trừ theo cái ước nguyện của các ngài muốn quay trở lại thế giới này thì các ngài quay lại, còn không ý thì các ngài sẽ sinh về cõi này. Vậy lại được không thầy? Được chứ, ăn thua là mình đấy chứ. Dạ, cái tác ý của mình mà đủ mạnh ấy thì mình về. Nhưng mà trong cái cõi này là chúng ta nên sinh về cõi nào và không nên sinh về cõi nào? Tại sao? Không nên vô tưởng. Tại sao? Dạ. Cái nào an nhàn? Không có, ngũ tịnh cư thiên là cõi mà của các vị A Na Hàm sinh về là cái lúc sinh về cái cõi này là tốt lắm. Là tức là mình đạt đến cái quả này rồi là mình chỉ còn chờ, tức là các vị này là gọi là tức là thứ nhất là thất lai, xong rồi nhất lai. Cái này là bất lai, tức là không trở lại cõi đời này nữa, mà chỉ có ở đây là đến quả vị A La Hán thôi, tức là chỉ còn chờ giống như Bồ Tát Độ Minh được sinh xuống đây thôi. Thầy phải vô tưởng mà đi về cõi của Thiên Ma thì mà đi về cõi nào mình không biết, nhưng mà mình chỉ cần biết là tại sao mình không nên sinh về vô tưởng thôi. Tại vì thầy không biết cho nên thầy hỏi. Thầy đang hỏi mà.
Ở trong những cái cõi này là cái cõi này là mình không có nên sinh. Thiên ma hay không mình tính sau, là bởi vì chúng ta thấy là như thầy vẫn nói, tất nhiên là cái lòng tham của ông nó có thể lớn lên chút thì nó sẽ khác đi thôi, nhưng mà trên thực tế là chúng ta thấy là sinh về cõi sơ thiền là mình đã có cái này rồi, là ông cũng ngon lành lắm chứ, lên sinh lên cõi này là ngon lành lắm chứ, ly dục ly bất thiện. À, chúng ta thấy là cõi dạ ma hay là tha hóa tự tại ấy là gì, ma vương hay cái gì đấy, nhưng mà chúng ta thấy là nó không hoàn toàn như chúng ta nghĩ, bởi vì chúng ta thấy là ly dục ly bất thiện, chúng ta sinh vào cõi sơ thiền là chúng ta đã sướng lắm rồi. Cái cõi này là cõi tới cõi gì rồi, cõi này là cõi tứ thiền đúng không? Tứ thiền chứ không lẽ tứ thiền thì thua với cõi sơ thiền, cõi này ngon hơn chứ. Cõi này là rất là cao, trên thực tế là rất là cao, cao lắm luôn đấy. Mình mơ còn dài dài, không tới sơ thiền chứ đừng nói đến cái cõi này. Nhưng mà không nên sinh về cõi vô tưởng. Tại sao hả? Thì vô thiên ma kệ nó đi, không sao cả. Bây giờ mình không cần biết thiên ma tốt hay xấu, mà nhưng mà cái vấn đề mình đang hỏi đây là tại sao mình không nên sinh về vô tưởng thôi, với cái người học Phật của mình ấy. Dạ, à, cũng gần đúng rồi đấy. Sao ạ? À, nó trên thực tế vô tưởng tức là gì? Tức là cái tâm của mình nó vẳng lặng, nó giống như cõi vô sắc giới ấy. Tức là mình không còn suy nghĩ, không còn tâm tưởng, thì lúc đấy là mình sinh lên đây là mình giống như con búp bê vậy thôi. Tức là mình sắc giới, mà sắc giới tức là mình còn cái thân này. Vô tưởng nó vẫn còn thuộc sắc giới, tứ thiền sắc giới mà nó còn cái thân. Nhưng mà cái tâm của mình nó vẳng lặng, nó giống như là mình, tức là có những người ví dụ như là ở thế gian, hay là Khổng Tử nói là có thân có khổ cho nên họ không muốn có thân nữa thì họ sinh vào cõi vô sắc giới. Nhưng mà có những người ấy thì lại nghĩ ngược lại, nói rằng là cái tâm con người sao rắc rối quá vậy, cho nên họ muốn là cái tâm này nó phẳng lặng, không có muốn rắc rối như vậy nữa, bởi vì nghĩ đường nói mà nẻo, nghĩ đường làm mà nẻo, thấy là phiền quá, thấy con người khó hiểu quá, cho nên là họ khi mà họ tác ý đấy, họ nói rằng là như vậy thôi, thà cái tâm của mình nó yên bình đi, nó đừng có gợn sóng lên nữa thì chắc là nó là hạnh phúc, nó là giải thoát. Cho nên họ hướng tới cái vô tưởng đó, tức là không có tâm nữa. Thì không có tâm thì tức là chúng ta chỉ tồn tại sắc giới thôi, tồn tại cái sắc này thôi, mà cái tâm đó mà không tâm đó, tức là người không có tâm nữa, giống như vậy thôi. Vô tưởng đây không phải là không có tâm, mà giống như là nó không có còn nữa, nó dường như là nó không còn nữa, thì nó giống như là cái con búp bê nó ngồi ở chỗ vậy thôi, tức là nó enjoy đấy, tức là nó hưởng cái phước, tức là nó không có bị ý này ý kia rồi hại người này hại người kia, nó không có phức tạp nữa, cái tâm không phức tạp nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là không phức tạp thì nó cũng như con búp bê ngồi đấy thì nó cũng vô nghĩa, mình đâu có cái gì để mình tiếp tục mình đi nữa đâu, mà cái cõi này cũng chưa có ăn nhầm gì cả, cho nên là cái lý do mà chúng ta không nên sinh ở đấy. Ừ, những cảnh dạ. Thì cái này là cái quả, mà cái quả ở đây rõ ràng là cái phước mình tạo ở đây. Đó, đúng không? Ví dụ cái phước của mình tạo đến 10 ấy, là nó đủ, nó sinh về cõi vô tưởng. Đến đây ấy là mình chỉ có xài phước thôi, tức là mình có 10 là mình xài hết 10 là mình rớt xuống. Nhưng còn ví dụ vào những cái cảnh này, cảnh giới này đó, ví dụ mình tạo phước mà ví dụ là 9 thôi, mình lên đây ấy, mình xài cái phước 9 này, nhưng mà trên đây mình vẫn có thể tiếp tục mình làm phước. Đó, mình có thể, cho nên chư thiên vẫn đến học pháp với Đức Phật vẫn có thể làm phước, cho nên là phước nó đẻ ra phước, cho nên là mình có thể mình lên đến đây rồi ấy là mình có thể tiếp tục mình đi lên tiếp được. Nếu mà mình không làm phước ấy thì nó mới theo cái đà mình xài hết số 9 này rồi ấy thì bắt đầu xuống. Thế còn nếu mà mình tiếp tục mình làm nữa là giống như mình để bố giết vào nhà băng thôi, thì lãi nó đẻ ra lãi, lời nó đẻ ra lãi gì đó. À quên, vốn nó đẻ ra lời. Xong rồi cái gì, tức là lời nó nhập vào vốn rồi tiếp tục nó đẻ ra nữa.
Ừ, thì đại khái vậy thôi, chứ còn lên đây là mình không còn sức để mình có thể sinh lời ra được nữa, thì tức là đồng nghĩa với việc là mình xài hết cái phước đó. Để, ví dụ mà tồn tại được 2 tỷ năm, mình sống 2 tỷ năm như con búp bê trên đế, tức là nó vẳng lặng rồi, bắt đầu hết cái là thực sự là nó sẽ xuống. Đó là cái nguy hiểm ở cõi vô tưởng này. Chứ còn những cái cõi này ấy, là mình có thể có khả năng mình đi tiếp được, tùy theo cái nguyện lực của mình thôi. Dạ đúng rồi, sắc cứu cánh là cao nhất. À, dạ đúng rồi, cái nó đi từ từ dưới lên trên, ngũ bất hoàn thiên là cảnh giới của vị A La Hàm mà, cho nên cao lắm. Sắc cứu cánh là tức gì? Tức là gì? Dạ đúng rồi. Dạ, sắc cứu cánh tức là những cái này lại, nếu mà so với cái này ấy, sở dĩ mà gọi cứu cánh là bởi vì những cái sắc này ấy, so với cái này là còn thô. Đó. Giống như búp bê đây này, vô tưởng này, tức là sắc cứu cánh, tức là cái sắc ở đây nó rất là vi thế, đây là cái cầu nối mà chúng ta lên cõi vô sắc này. Đó. Cứu cánh tức là cái sắc thân này bắt đầu là nó vẳng lặng, nó giống như là không vậy đó. Chúng ta cần biết cái vô phiền, chúng ta biết rồi, vô phiền tức là những cái phiền phiền não, nhiệt tức là cái nhiệt lao, những cái mà nó quấy rối tâm tưởng chúng ta đấy. Cái phiền với cái nhiệt thì chúng ta biết rồi đúng không? Còn cái kiến với cái hiện này nó khác nhau sao? Hai cái này cái nào cao hơn? Tại sao cao hơn? Đúng rồi, đúng rồi. Thì rõ ràng là vô phiền tức là những cái mà phiền, tức là cái nhiệt này ấy, nó có thể là nó ở trong cái phiền này cũng có, nhưng mà tức là hết cái phiền này ấy, nó đến cái nhiệt. Nhiệt tức là những cái mà nó nhiệt não làm mình khổ đau, còn phiền các dạng dạng nào nó có thể làm mình khổ đau được. Nhưng mà tất nhiên là biết là đi xuống là nó cao hơn rồi, nhưng mà tại sao mà nó cao hơn? Tại sao thiện hiện nó cao hơn thiện kiến? Hiện hiện thì rõ ràng cái sư cô nói thì hai hai cái đều thiện mà đang đang nói hai cái này cái nào cao hơn. Này. Thì cũng có lý, nhưng mà thiện kiến ở đây tức là gì? Tức là kiến tức là mình nhìn, tức là mình phải nhìn quan sát nó mình mới thấy. Còn tức là mình còn phải nỗ lực, mình còn phải nỗ lực mình tu tập, tức là mình phải ngồi xuống mình quán chiếu bắt đầu mình mới thấy. Còn thiện hiện tức là gì? Tức là mình ngồi xuống cái nó hiện ra trước mặt mình rồi, tức là mình không còn, tức là cái mức độ mình tu mình cao, mình vượt qua cái này rồi, tức là mình ngồi giống như là trước đây mà mình phải nỗ lực mình ngồi xuống mình quán cái này biết bao nhiêu lần, bắt đầu mình quang tướng mới xuất hiện, quang tướng xuất hiện rồi từ từ mình mới vào được sơ thiền. Đó, tức là mình phải nỗ lực nhường đấy mình mới vào được sơ thiền, còn bây giờ là mình ngồi xuống cái là mình vào sơ thiền liền rồi, là nó là cái này đấy, nó là hai cái trạng thái khác nhau của hai cái đó. Thì đó là cái phần phần phân loại chúng ta có năm cái tâm thiền đó. Bây giờ chúng ta sang cái phần tác năng. Tác năng trên thực tế là chúng ta cũng đã đi sơ sơ qua rồi ở trong đây rồi. Đấy. Cái này được rồi đúng không? Cái này đơn giản mà đúng không? Dạ đúng rồi, sắc cứu cánh là cao nhất trong cõi sắc giới, trong cõi sắc giới. Sắc giới là 16 cõi thì cái đó cao nhất. Dạ, dưới đáy là cao. Dạ, thì tất nhiên ở đây chúng ta thấy tác năng như vừa nãy chúng ta có năm tâm rồi, thì nó làm cái công việc tục sinh và hộ kiếp. Như lần trước cũng có phân tích sơ rồi đấy, tục sinh, hộ kiếp. Tất nhiên nếu mà chúng ta muốn nói nữa thì là cái tâm tử. Cái chức năng của nó là nó tiếp tục để chúng ta có cái tâm trong giai đoạn tử rồi hộ kiếp, rồi bắt đầu chúng ta đi tái sinh sang một cái cảnh giới mới cho các, tất nhiên là đây là cái cảnh giới cho những thiền gia, những người tu thiền thôi. Bởi vì đây là cái cảnh giới của thiền, người bình thường không có. Thiền gia tức là gia này là những cái vị mà tu thiền đấy, giả khác. Thiền giả tức là người người tu thiền, còn tức là ý muốn nói là một người thôi, à, không, thiền giả tức là chỉ, muốn ám chỉ là cái người đó tu thiền, còn thiền gia tức là chỉ một cái khối lượng lớn hơn này, tất cả những người tu thiền. Này.
Thì cho những cái vị mà từ cõi sơ thiền cho đến cõi tứ thiền, thì tức là cho thiền gia cho từ cõi sơ cho đến cõi ngũ đó, tùy theo ấy, cái tương ứng cái tâm của mình ấy, thì mình sẽ tiếp tục mình sinh vào cõi nào. Ví dụ mà mình đang ở cõi sơ thiền, mình duy trì được cái trạng thái đó mà tiếp tục tu để mình duy trì đến cận định nghiệp mình có ba cái này, thì mình sinh vào cõi nhị thiền hay cái gì đấy, tiếp tục mình đi lên, tức là mình vượt qua tầm, vượt qua tứ, là mình vượt qua tầm qua tứ là bắt đầu mình phải rơi vào cái trạng thái của hộ kiếp mình đang nỗ lực tu, mà hộ kiếp xong tâm tử đầu tiên, tâm tử của cái cõi sơ thiền, tức là mình chết ở cái cõi sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu là mình sống và mình rơi vào cái trạng thái hộ kiếp, tức là tiềm tàng ở trong đó, và bắt đầu mình tục sinh, tức là mình mở ra một đời sống mới ở cõi nhị thiền chẳng hạn. Tức là nếu mà mình vượt qua được tầm tứ thì mới có cái đó, chứ còn nếu mà không ấy thì mình sẽ không có. Thì chính cái này là một đi. Cái thứ hai, cái này quan trọng này, và do đó chúng ta phải giữ gìn cái thiền định, giữ gìn hay là duy trì. Ngoài cái việc ly dục ly bất thiện pháp chúng ta làm xong rồi, chúng ta phải duy trì cái trạng thái thiền định hay là cái tâm thiền định đó. Dạ, cho đến lúc mà tâm tử, tức là phải duy trì liên tục như vậy, không có được cắt quãng. Nếu mà cắt quãng thì giống như vừa nãy bà Malika, đáng lẽ là bà ấy sinh vào cái cõi tốt lành ấy, nhưng mà bị cắt quãng bởi cái tâm hối tiếc đấy, bà ấy rơi vào cái trạng thái khác, cho nên là mình phải duy trì liên tục. Hay là giống như cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho La Hầu La về quán niệm hơi thở đấy, ngài nói rằng là nếu mà tu tập cái pháp quán như vậy ấy, thì có thể sống yên bình cho đến lúc mà chết đấy. Thì không biết chúng ta còn nhớ cái đó không? Yên bình đến lúc chết tức là gì? Tức là chúng ta duy trì được cái tâm đó cho đến lúc cái tâm tử, thì chúng ta sẽ nhờ cái tâm gọi là tâm cận tưởng nghiệp này, chúng ta sẽ có cái con đường đi cao hơn. Còn nếu như mà ví dụ như mà chúng ta không duy trì được đến lúc chết, mà chúng ta cứ bị cắt quãng như này thì sao? Hoặc là chúng ta được chút trong một quá trình này đi, ví dụ chúng ta được có một hai vạch thôi thì sao? Có hiểu câu hỏi không? Thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ sinh như nào? Thì nói chung thì mình làm bằng nào mình ăn bằng đấy thôi, thì cái chuyện đó dễ dàng thôi. Tức là mình duy trì mà suốt một đời chúng ta sống trong tâm thiền thì chúng ta sẽ sinh vào cái trạng thái thiền tốt đẹp. Còn không ấy, ví dụ mà chúng ta sống được có một chút đây thì chúng ta cũng có thể sinh vào tâm thiền, nếu mà cái lúc mà duy trì được đến cái tâm tử này, tức là một đến cái khoảng khắc 30 tuổi chúng ta duy trì được tâm thiền, xong rồi chúng ta mất xong rồi đến 50 tuổi chúng ta mới có. Nhưng mà đến lúc tâm tử mà chúng ta vẫn nhớ lại hai cái tâm này ấy, thì chúng ta vẫn sinh vào cõi các cái cõi thiền cao hơn. Nhưng mà nó có một cái điểm khác biệt là gì? Không phải tục sanh không có thấp, mà thọ mạng nó thấp. Thì y chang như bà mà lợi thì bà ấy sinh xuống địa ngục có 7 ngày thôi, thì mình sinh lên đây ấy, thì cái thọ mạng của mình ấy, tùy theo ví dụ mà mình làm được nhiều thì tuổi thọ mình nó nhiều, còn nếu không thì giống như là mình cứ làm được chút chút thì giống như mình đặt chân vào cái xong mình chết thì là mình chưa có kịp xài. Cho nên là trong đại thừa mới nói rằng là đi qua đi lại trong niết bàn mà không biết là vậy đấy, tức là mình mới đặt chân vào cái cảnh giới cái xong là mình đã phải tái sinh đi mất rồi, mà cái phước do cái phước mình nó đến đây thôi. Rồi mình tạm dừng ở đây ha. Mọi thứ cũng rõ ràng mà đúng không? Đang có trí thú sinh lên Phạm Thiên giống ông Bà La Môn gì đây. Cho nên đến nghe nói đến cõi trời cái là hứng thú rồi. Chúng ta hồi hướng.